Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Top 5 Hoa hậu biển Việt Nam, Lâm Thu Hồng diện bikini tại bể bơi chọc trời. Trong bộ ảnh mừng tuổi 20 năm, top 5 Hoa hậu biển Việt Nam, Lâm Thu Hồng diện bikini khoe số đo 3 vòng tại hồ bơi vô cực chọc trời của tòa nhà Lehman. Sau 2 năm kể từ ngày lọt vào top 5 Hoa hậu biển Việt Nam 2018, Lâm Thu Hồng ngày càng trưởng thành và xinh đẹp hơn. Ngoài công việc kinh doanh, nhà khoa, khẩu trang, găng tay, Lâm Thu Hằng còn làm mẫu áo dài cho nhà thiết kế Việt Hùng, rất hiếm hoi chụp ảnh bikini. Người đẹp Vũng Tàu muốn chơi lớn mừng sinh nhật tuổi 2 năm với bộ ảnh nóng bỏng đốt mắt khán giả. Với tiêu chí về cái đẹp tự nhiên, khỏe mạnh và năng lượng, Lâm Thu Hằng hiếm khi bỏ tập gym. Mỹ nữ Vũng Tàu duy trì tập gym thường xuyên để khoe vẻ đẹp, để hoàn thành tốt các công việc của mình. Body với số đo 3 vòng 90-60-95cm là thành quả của việc ăn uống khoa học và tập luyện theo chỉ dẫn. Bộ ảnh mới của Lâm Thu Hồng sáng tạo với cách phối đồ cùng bikini với áo khoác, áo choàng xuyên thấu, găng tay mang đến sự sang trọng và tính thời trang cao. Cô nàng lan xả tạo các dáng khó và không ngại leo trèo đến những vị trí độc lạ để cho ra những tấm ảnh nghệ thuật nhất tại hồ bơi vô cực đặc biệt. Mặc dù sở hữu đường cong săn chắc và nóng bỏng, thế nhưng Lâm Thu Hồng rất ít chụp bikini mà đa số là áo dài. Đây cũng là dịp cô ghi lại kỷ niệm thanh xuân của đời mình. Sau những năm tháng tập luyện kiên trì, cô hướng đến hình ảnh năng lượng tràn đầy sức sống để xây dựng thẩm mỹ cái đẹp. Gương mặt của người đẹp sau 2 năm lọt vào top 5 hoa hậu biển vẫn giữ trọn nét đẹp tự nhiên mà không cần can thiệp bất cứ thẩm mỹ gì. Cô hài lòng với nhan sắc của mình và không thích mình mang vẻ đẹp đại trà. Ngoài thời gian tập gym và lo công việc kinh doanh, Lâm Thu Hồng cũng theo học khóa học tiếng Anh để cải thiện khả năng giao tiếp của mình. Cô nàng sẽ thử sức ở những sân chơi sắc đẹp mới khi thời điểm phù hợp nhất. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.